nữa kìa. Đây, đó. Trời ơi, Sơn có bị lem không? Mà nó giúp hai, mẹ. Hai mẹ con bà mang dép cặp kìa. Anh Sơn lại đeo vô bị lăn. Bỏ bắp vô đi. Không biết chừng nào ông đi thành phố nữa không biết. Đây. Ông ba tự. Là thứ hai này kêu nhập viện đó mà không chịu đi. Trời đi mệt chết tự nhiên về. Bác sĩ có kết quả rồi, ông bà đi lấy kết quả hôm qua đó. Dạ. Bác sĩ kêu thứ hai lên nhập viện ổng không chịu. Nhập bà lên bà nhập đi, tôi không có đi. Đi đi trận rồi lên chảnh kêu về kêu lên nữa. Có kết quả rồi, bác sĩ kêu mình nhập viện. Áo trái rồi. Lột ra ấy lại. Áo trái rồi, áo trái rồi. Áo trái rồi. Áo út thí mua mới chịu. Thí mua. Thí. Thí. Ê, bà Sáu ăn hết trơn vậy, cái gì bà không ăn. Thí. Hồi ơi, đứng cửa sổ giật một giật hai. Có mặn đồ đẹp nè, có mặn đồ đẹp nè mới chịu. Giật một giật hai. Có mặn đồ đẹp nè. Có mặn đồ đẹp nè. Chip. Dép này là dép sầu riêng. Có được dép con tôm nữa. Sầu riêng. Đúng rồi. Bắt chiêu. Mẹ mới gọi đầu cái gì không cột chùm trước cho nhỏ quẹt xuống mắt kìa. Quẹt xuống con mắt kìa. Ê, leo ngược bên rồi con. Bà chính rồi, bà mình bà mẫu rồi hết à. Cái nón, cái nón, cái nón. Đeo vô. Rồi. Đẹp gái rồi. Lên được. Xanh rồi kiến màu hồng. Tao nói cái áo tao đem vô mát, tao lấy tao mặc cái áo tao dài kìa. Thấy vô trong cái lấy cái quần mặc cái nó rớt cái áo vô trong bồn cầu, tao thấy giục áo. Rồi. Nó nói thôi lượm ra đi. Giặt. Rồi. Đi. Rồi, đẹp gái rồi, lên đường. Nào ơi, lượm ra đi, giặt nào ơi. Lên đường nè. Su có nón bảo hiểm không ta? Có. Ngủ rồi, trong lắm. Ở chút con ngủ tháo ra rồi.